Sáng ngày 31 tháng 1, lực lượng cảnh sát cơ động hình sự tiếp tục vào khu vực rộng hàng trăm nghìn mét, có nhiều kênh rạch, cây cối mọc tùm tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, truy tìm Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, thượng úy công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam công an quận 11. Với địa hình phức tạp, bùn đất ngang bụng, lực lượng địa phương được tăng cường với tiêu chí nắm rõ địa bàn. Tuy nhiên, vòng vây đang dần được thu hẹp. Sau hơn một ngày căng thẳng tìm kiếm nghi can có súng AK đã bắn chết 5 người bị truy nã về hành vi giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các tổ cơ động trang bị vũ khí, xe bọc thép dần di chuyển ra ngoài. Người dân trong khu vực được đi lại thoải mái hơn nhưng vẫn bị cấm ở các nhánh vào khu đất nghi Tuấn trốn. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Lệnh truy nã đã được ban bố, nhiệm vụ cho phép tiêu diệt Tuấn Khỉ được quán triệt. Nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh không loại trừ nghi can đã thoát khỏi củ chi. Chia sẻ với báo giới, Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phối hợp với tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành để truy lùng Tuấn. Vbex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 6350. Vào trưa ngày 29 tháng 1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh, tức Sida, 27 tuổi, đến sòng bạc trong khu vườn nhãn chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn khi sát phạt, Tuấn tức giận về lấy khẩu AK quay lại bắn nhiều phát vào nhóm người, khiến 4 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người bị thương. Trên đường tẩu thoát, Tuấn bị cho là cướp 2 xe máy, bắn chết 1 nạn nhân. Tối ngày 30 tháng 1, lệnh truy nã Tuấn, 33 tuổi, tức Tuấn Khỉ, được Công an TP.HCM ban hành cùng lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về 3 hành vi, giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuấn Khỉ được miêu tả là cao 1,66 m, nặng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí hắn dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng hắn sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu. Cơ quan điều tra nhận định và kêu gọi người dân cảnh giác khi phát hiện Tuấn cần báo ngay cho cơ quan công an, Viện Kiểm sát, Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.